Thưa quý vị, việc hình thành không gian văn hóa ngay tại công ty giúp đoàn viên người lao động dễ dàng tìm hiểu về cuộc đời, giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó đem việc học Bác trở thành thói quen trong học tập, lao động sản xuất. Vào sáng ngày 29 tháng 11, Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận vừa tổ chức ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Hùng Minh. Đến dự lễ ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh có đồng chí Phạm Thị Ngọc Hạnh, Phó trưởng ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt ở vị trí trang trọng trong phòng truyền thống rộng 16m² của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Hùng Minh. Hiện nơi đây đang trưng bày hơn 200 hình ảnh, đầu sách là các tác phẩm tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và sách pháp luật. Tôi thấy cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh này là nó rất thiết thực và bổ ích, và nó cũng tạo được cái không gian cho các bạn là đoàn viên, các bạn là cán bộ nhân viên. Khi mà có cái thời gian nghỉ giải lao giữa giờ, các bạn có cơ hội để được ngồi thảo luận, đọc sách và được đọc những cái mấu chuyện về Bác. Tôi cảm thấy thích nhất là cái mã QR code. Khi mà chúng ta quét thì có thể đọc được tất cả các văn bản hay những cái mấu chuyện hay là cái hành trình của Bác, để tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Bác. Bản thân học được ở đây là đức tính tiết kiệm của Bác cũng đã ứng dụng vào công ty, như là cũng vận động các bạn là cán bộ nhân viên, đoàn viên là cùng nhau thực hiện là tắt các đèn hành lang, những cái đèn mà không cần thiết, rồi sử dụng máy lạnh thì bật tắt trước 30 phút khi mà vào và về. Mình phải trực tiếp trao đổi với lại Chủ tịch công đoàn và ban giám đốc công ty. Và từ đó ban giám đốc công ty là với lại Chủ tịch công đoàn là hiểu được cái việc là không gian văn hóa Hồ Chí Minh nó có lợi ích như thế nào đối với người lao động, thì từ đó người ta sẽ có cái hỗ trợ với mình, cùng đồng lòng với mình để thực hiện. Và Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận là cũng là hỗ trợ bằng nghiệp vụ, bằng những cái phương tiện mà Liên đoàn Lao động có được để làm sao là tổ chức tốt cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh đối với doanh nghiệp. Và không những ra mắt tại thời điểm mà chúng ta ra mắt để cho công nhân lao động xem, mà chúng ta là sẽ trao đổi với doanh nghiệp là hàng tuần, hàng quý. Trong lúc đầu tuần thì lần lượt các chủ tịch công đoàn sẽ có trao đổi để công nhân và người lao động là đến xem và tuyên truyền nhân rộng thêm những cái hoạt động không gian văn hóa Hồ Chí Minh đối với công nhân và người lao động.